Quý vị các bạn thân mến, hiện tại thì Nếm đang có mặt tại huyện Bình Liêu của tỉnh Quảng Ninh và ngay bên cạnh đây chính là cột mốc 1327. Trong cái số mà mình quay đầu năm ấy thì quý vị các bạn đã có thể thấy là cái sự gặp gỡ của người dân sống ở hai bên đường biên của hai nước đã gặp nhau tại đây và chúc Tết cũng tại đây luôn. Bên này thì là khu tự trị Choang Quảng Tây và bên này là thuộc huyện Bình Liêu của tỉnh Quảng Ninh. Và nhắc tới Bình Liêu thì chắc chắn là sẽ có nhiều người đồng quan điểm với mình, đó là hạ tầng giao thông ở Quảng Ninh rất là tốt. Vì vậy là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thử chạy từ Bình Liêu sang với cả thành phố Móng Cái bằng con đường tuần biên. Mình nghe nói là con đường đấy thì cũng mới được hoàn thiện, khá là đẹp. Chỉ có một số đoạn là vẫn còn đang bê tông thôi, còn bây giờ thì đã giải asphalt rồi. Nhưng mà trước khi bắt đầu cái hành trình này thì chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn lại cái hàng rào biên giới rất là kiên cố của nước Trung Quốc mà họ đã xây dựng. Đây, một cái hàng rào mà nó dài rất là bất tận luôn. Trung Quốc họ đã xây cái hàng rào biên giới này với những cái nước mà giáp phía Nam và phía Tây, giống như Việt Nam, Lào, Ấn Độ hay là Myanmar. Thì cái hàng rào này nếu mà chúng ta bằng mắt thường thì có thể nhìn thấy nó trải qua trùng trùng điệp điệp qua những cái ngọn núi tít ra tận bên kia luôn. Và đấy chính là cái con đường mà dẫn tới cửa khẩu Bắc Phong Sinh cũng như là thành phố Móng Cái. Con đường này thì khá là ít người chạy nên ngày hôm nay có lẽ là cái video này sẽ cho quý vị khán giả có thể thấy được cái trải nghiệm nếu như chúng ta chạy bằng con đường tuần biên như thế nào. Và hy vọng là trong tương lai nếu như mà quý vị khán giả nào tới với cả Bình Liêu ấy vào cái mùa cỏ lau thì cũng có thể là thử trải nghiệm cái con đường này về với thành phố Móng Cái. Sau đó thì chúng ta sẽ đi cao tốc để về với cả Hà Nội hay là những tỉnh lân cận thì sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Rồi lên đường thôi mọi người. Như quý vị khán giả có thể thấy là cái con đường mà dẫn sang với cả thành phố Móng Cái trên con đường tuần biên này đều đã được trải nhựa asphalt rồi. Rất là đẹp luôn, chỉ có một số những cái khúc cua hoặc là những cái chỗ mà qua khe thoát nước ấy thì người ta vẫn làm bê tông. Đấy, đường trải nhựa rất là êm luôn. Nếu như quý vị khán giả nào mà có đi du lịch tự túc bằng những chiếc xe tự lái, xe gầm thấp thì cứ yên tâm nhé. Theo như nên thấy thì cái việc mà đầu tư vào cái con đường tuần biên mà đẹp và chuẩn chỉ như thế này thì nó sẽ rất là tốt cho việc bảo vệ an ninh quốc phòng. Chỉ có hơi tiếc một điều, đó là khi mà chúng ta đi ở cái con đường này thì nó sẽ rất là vắng. Vì vậy là chúng ta sẽ phải chuẩn bị trước về những cái phương án, hoặc là xe thì cũng phải nên kiểm tra kỹ trước, đổ xăng dầu trước rồi hãng chạy. Bên kia vẫn cứ là Trung Quốc và bên tay phải là Việt Nam. Cứ lâu lâu tầm khoảng 1-2 cây số thì chúng ta sẽ thấy lại có một cái đường rẽ xuống, thì những cái con đường đấy thì sẽ dẫn tới những cái cột mốc. Quá đẹp luôn. Đường rất là vắng. Gần như là chúng ta sẽ không thấy một cái chiếc xe vận tải lớn nào. Không biết là lát nữa tới với cả cửa khẩu Bắc Phong Sinh thì nó có cái xe cơ giới nào hay không. Nhưng mà từ nãy giờ mình đi thì thậm chí là cả xe máy còn không thấy luôn. Rất là vắng mọi người ạ. À đây, lâu lâu vẫn thấy một vài hộ gia đình. Ở đây thì chủ yếu là bà con người dân tộc thiểu số là người Dao. Khi mà chúng ta đi ở trên đường thì chúng ta sẽ rất là dễ bắt gặp những cái trang phục truyền thống của họ với một cái chiếc mũ đầu cao truyền thống dễ nhận biết. Đấy, lâu lâu lại vẫn có một gia đình như này. Nhưng mình nghĩ đây là chỉ là cái chỗ mà người ta làm cái lán để đi rừng tạm thôi. Chứ còn ở thì họ vẫn ở dưới chỗ trung tâm xã Đồng Văn. Đấy, cứ qua cái chỗ nào mà có cái khe nước như thế này thì bê tông mới có thể là làm được cái cầu qua. Và sau đó thì chúng ta sẽ vẫn được tiếp tục chạy trên con đường nhựa asphalt như thế này. Phóng tầm mắt ra xa phía đằng kia thì chúng ta mới hiểu được lý do tại sao mà có một số người ví von là đây là vạn lý hàng rào. Bởi vì thực sự là ngay cái việc mà họ phân chia như kia thẳng tắp một đường luôn, nhìn từ xa cũng thấy được luôn. Và cái con đường hàng rào này nó trải dài mình không nhớ là bao nhiêu nữa, nhưng mà
nó chắc là từ nước này sang nước kia thì cái số lượng sắt cũng như là cái chiều dài của nó cực kỳ là khủng khiếp luôn. Trời, Trung Quốc họ đầu tư như thế cũng tốt cho cả hai nước. Bên kia thì họ giàu có hơn nước mình nên cái việc mà các cụ hai ví von là yêu nhau rào rậu cho kín ấy thì cũng rất là hợp lý luôn. Nhưng công nhận là những cái cột mốc ở bên kia thì họ sẽ làm được, có thể chạy được ô tô tới nơi luôn. Còn ở Việt Nam thì chỉ một số đoạn thôi. Còn một số đoạn thì chúng ta sẽ phải đi bộ. Có thể là tới đây sẽ rất nhiều quý vị khán giả thắc mắc là tại sao khi nãy Nếm nói con đường này đã được trải asphalt nhưng tới đây thì lại là toàn bê tông thôi. Thì xin lý giải cho quý vị khán giả, đó là ở những cái khu mà, những cái đoạn nào mà có độ dốc cao phần trăm, ví dụ là tầm khoảng 10% trở lên liên tục như thế này thì người ta sẽ bắt buộc phải làm bê tông, bởi vì bê tông thì nó sẽ có độ ma sát cao. Nên như thế này thì xe cộ nó mới có thể đi lại được. Chính bởi vậy mà xin lưu ý cho quý vị khán giả, khi mà đi ở trên cái con đường này thì chúng ta hãy sử dụng những cái số thấp. Từ nãy giờ khi mà gần với cả cột mốc, khi mà gần với cả cửa khẩu Bắc Phong Sinh thì mình liên tục phải đi bằng số 1, bởi vì dốc nó rất là gắt, gắt liên tục luôn, thậm chí có những lúc mà nó lên tới 10%+. Đấy, mọi người thấy không? Ví dụ như đây là cái biển cảnh báo, chúng ta đang thấy là độ dốc 10% mà trải dài tới tận tầm khoảng 670m. Như vậy thì xe của chúng ta sẽ phải lên xuống dốc liên tục. Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, cửa khẩu này là cửa khẩu mà thuộc địa phận của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Thì tại đây cũng chúng ta cũng sẽ thấy có một cái chợ ở vùng biên giới như này nữa. Nhưng không biết là sau cái khi mà đại dịch Covid thì khu chợ này còn sầm uất hay không. Theo như Nếm nghĩ thì trước đây chắc chắn là chỗ này sẽ là nơi mà bày bán rất nhiều những cái mặt hàng của Trung Quốc, thì chúng ta có thể vào mua để làm kỷ niệm. Quanh đây thì cũng có những quán cơm bình dân. Chắc có lẽ là các anh tài xế lái xe sẽ dừng ở đây và ăn uống. Đấy, review như thế để quý vị khán giả nếu mà chạy cái cung đường này thì tới tầm trưa hoặc tới tầm giờ ăn thì có thể là chọn cửa khẩu Bắc Phong Sinh để làm nơi mà nghỉ chân. Đấy, bên kia thì chúng ta đang thấy là có rất nhiều những container mang biển kiểm soát của bên Trung Quốc. Họ đang dừng ở đây để nhập hàng cũng như là trả hàng hóa. Không biết cửa khẩu này là cửa khẩu nội địa hay là cửa khẩu quốc tế. Nếu quý vị khán giả nào mà có hiểu về cái cửa khẩu Bắc Phong Sinh này thì hãy comment ở phía bên dưới xem là cửa khẩu Bắc Phong Sinh này mặt hàng chủ yếu là mặt hàng gì, nông sản, hải sản hay là cái gì. Bởi vì là mỗi cửa khẩu thì chúng ta sẽ đi một cái mặt hàng nó chủ đạo khác nhau. Huyện Hải Hà này cũng là một huyện rất là tiềm năng, bởi vì là ở phía bên dưới thì chúng ta sẽ có cả đường biển và trên này thì có cả cửa khẩu nữa, nên Hải Hà sẽ rất là phát triển trong tương lai. Bởi vì dù sao thì phía bên dưới kia cũng có rất nhiều những cái khu công nghiệp. Trong những cái tập trước thì Nếm cũng đã từng quay về đảo Cái Chiên của huyện Hải Hà, cũng là một hòn đảo còn khá là ít các du khách biết tới nhưng cũng rất là đẹp. Khi mà qua cửa khẩu rồi hướng tới thành phố Yên Bái thì chúng ta thấy là con đường nó rất dễ dàng rồi, nó không còn những cái đoạn là dốc gắt nữa. Có lẽ cái cung đường này nó chỉ khó khăn tầm khoảng từ cột mốc 1327 1297 đấy về với cả chỗ cửa khẩu Bắc Phong Sinh, bởi vì chúng ta sẽ phải lên dốc xuống dốc liên tục với độ dốc là trên 10%. Còn tới đây thì giống như một con đường quốc lộ bình thường thôi. Vừa lái xe là vừa có thể ngắm được người dân ở hai bên nước. Có lẽ là nếu mà cái đoạn đường này chúng ta có thể chạy tới vận tốc tận 70-80 cây số một giờ cũng không có gì là khó khăn. Dễ thôi mọi người ạ. Và theo như anh biên phòng
ở chỗ cửa khẩu Bắc Phong Sinh có nói thì chúng ta sẽ mất tầm khoảng 40 cây số nữa sẽ tới được với cả thành phố Móng Cái. Thành phố Móng Cái thì cũng có cửa khẩu rất là sầm uất. Chính vì là ở gần với cả biên giới nên là bà con ở đây cũng có nhiều những cái nguồn thu nhập, nên là nhà cửa mới khang trang như thế này. Nãy giờ mình đi thì sẽ có rất nhiều nhà là có cả ô tô luôn, ô tô ben hay là ô tô bán tải hoặc là ô tô con. Đây rồi, chúng ta đã tới với thành phố Móng Cái. Phía xa xa kia, những ngôi nhà cao ốc đó chính là bên phía thành phố Đông Hưng của Trung Quốc. Con đường mà dẫn từ Bình Liêu sang với cả thành phố Móng Cái này không quá khó khăn đâu, nhất là bắt đầu từ cái đoạn Hải Hà về đây, vừa nãy mình có nói đấy. Vì vậy là đây sẽ là một lựa chọn rất là tốt dành cho những ai mà thích khám phá giống như là nếm. Và lát nữa thì mình sẽ tìm một cái chỗ nào đó nghỉ chân ở thành phố Móng Cái để kết thúc cái video này. Một cái video này sẽ là cái kinh nghiệm để cho những ai mà chưa chạy cung đường này bao giờ có thể là lựa chọn. Nếu như mà các bạn tìm kiếm từ chỗ thị trấn Bình Liêu thì Google Maps sẽ hiển thị cho chúng ta cái con đường mà quay trở về với thị trấn Tiên Yên, sau đó rồi đi cao tốc Hà Long Móng Cái. Tuy nhiên là nếu như chúng ta mà muốn chạy khác đi một chút thì cứ chạy theo cái con đường Tuần Viên này thôi, rất là thú vị mọi người ạ. Chúng ta đang được đi trên cây cầu Ca Long. Đây là một cây cầu bằng đá mà đã được xây dựng từ rất lâu rồi, cũng là một trong những biểu tượng của thành phố Móng Cái. Thì nhìn qua thì quý vị khán giả có thể thấy là quanh khu vực này được phát triển kinh tế rất là sầm uất luôn, đô thị sầm uất, và thậm chí là chúng ta sẽ thấy rất nhiều những chiếc xe sang, xe đắt tiền ở trên đường. Ôi, thành phố Móng Cái là một trong những thành phố mà có cửa khẩu lớn nhất tại Việt Nam. Chúng ta có thể kể tên như là Móng Cái, Lào Cai và Lạng Sơn là ba thành phố mà trọng điểm giúp cho Việt Nam có thể là xuất khẩu hay là nhập khẩu những hàng hóa với cả Trung Quốc. Đây là chợ trung tâm của Móng Cái đây. Cái năm 2021 mình có tới đây thì thấy là nó khá là ảm đạm, bởi vì lúc đó là có đại dịch. Còn bây giờ khi quay trở lại thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn rồi. Ui, đây vừa nói xong chúng ta đang thấy quả xe rất là hầm hố luôn. Ở đây thì cái mật độ mà ô tô của người dân thành phố Móng Cái nó rất là dày đặc. Quảng Ninh là một trong những cái tỉnh mà có nhiều thành phố nhất Việt Nam, hình như đâu đó có tới tận 5 thành phố. Mình thì không kịp thời nhớ. Vì vậy là quý vị khán giả, nếu mà ai đang xem video thì có thể là kể tên 5 thành phố của Quảng Ninh nhá, bằng cách là comment ở phía bên dưới để những quý vị khán giả khác có thể là biết thêm. Đấy, những cái tổ hợp khách sạn rất là đẹp, khách sạn 5 sao, có cả casino luôn để phục vụ cái nhu cầu giải trí của thương gia hay là tiểu thương ở quanh khu vực này. Đường phố thì cũng rất là tấp nập, đâu đâu cũng thấy người buôn bán hay là người đang trao đổi hàng hóa. Có một điều rất là hay, đó là chúng ta có thể là sử dụng những cái quyển sổ thông hành để đi du lịch trong ngày tại thành phố Đông Hưng từ cửa khẩu Móng Cái. Vì vậy là nếu như ai mà có muốn du lịch Trung Quốc một cách dễ dàng nhất thì có thể là chọn Móng Cái. Bởi vì dù sao chạy từ thủ đô Hà Nội xuống dưới này thì chúng ta chỉ mất tầm khoảng 2 tiếng rưỡi thôi, sau đó thì sang bên kia trải nghiệm. Đây có vẻ đây là một cái anh du khách Trung Quốc đang đi bộ đấy. Đây, từ đây rẽ đây thì chúng ta sẽ thấy được cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Có lẽ là cửa khẩu quốc tế Móng Cái thì chúng ta sẽ đây sẽ được đi sâu vào trong nội địa được đấy, nếu chỉ cần có visa và hộ chiếu. Vì là Trung Quốc họ cũng đã mở cửa trở lại vài tháng rồi nên ở đây hoạt động giao thương cũng như là xuất nhập cảnh rất là tấp nập. Bằng chứng là chúng ta có thể thấy là rất nhiều những chiếc xe khách đoàn đang đi du lịch đây, mặc dù là hôm nay mới là ngày thứ 5. Tuyệt vời.
Qua video này thì Nếm đã review một cái cung đường dẫn từ thị trấn Bình Liêu sang với cả thành phố Móng Cái. Đây là một cái cung đường mà nếu như ai mà đam mê trải nghiệm khám phá thì sẽ rất là lý thú luôn. Và hy vọng là quý vị khán giả sẽ thích thú với cung đường này. Còn nếu như mà muốn review về một cung đường nào đó tương tự như là từ Bình Liêu dẫn sang Móng Cái thì hãy để lại trong phần nhận xét nha. Nếm sẽ thực hiện bằng chiếc xe thân yêu của mình. Và có những cái lưu ý gì trên đường, hoặc là những cái cảnh sắc gì, hoặc là những cái gì mà chúng ta gặp được ở trên đường thì Nếm sẽ giới thiệu cho mọi người nha. Tạm biệt mọi người, cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh của Nếm. Hẹn gặp lại.